luôn nha. Thứ một. Vâng, và siêu phẩm thứ hai đã cập bến, em đã đấu được hai con 1500 của Yamaha. Thì bác nào muốn sở hữu con này thì liên hệ chúng qua hai số điện thoại trên nha. Giá nó là 20 triệu, gọi là hàng thiếu thùng xốp nha. Giá và bao gồm phí ship và tặng kèm một bộ dây AV 3m để các bác cắm xốp nha. Ở dây này em vẫn bán rời là 350.000 nha, dây Canred của Nhật. Và đây là dây nguồn của em nó nha. Giá bao gồm phí ship là 20. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000. Đẹp thiếu mỗi cái thùng thôi nha các bác. 1500 hết số. Những dòng Bass 30 của Yamaha là 1500 và 1000. Còn F-Rub 900 800 trở lại là Bass 25 nha. Nhắc tới những dòng Yamaha thì đỉnh là có tiếng bass của nó rất là chắc, mạnh mỹ, công nghệ QD Bass đặc trưng của dòng Yamaha. Các bác nhìn bốn chân này. Em về được hai con trước thì em đã qua tối hôm qua rồi. Hai con đều đồng giá là 20 triệu bao gồm phí ship nha. Bác nào muốn sở hữu những con đỉnh điểm của Yamaha này thì alo cho em. Yamaha thì rất là nổi tiếng về sub rồi. Chất âm của sub của Yamaha thì gọi là huyền thoại rồi, từ những model 320, 515, 800 và lên những dòng Bass 30 thì có 1000 và 1500. Đẹp len keng luôn nha. Thiếu mỗi cái thùng thôi các bác, nhìn những cái đế chân này. Nó đẹp như thế này mà. Điện 100V nha các bác, điện 100V. Đường tín hiệu vào chúng ta kém mất cái đường LFI này, năm cái hiệu LFI. Toàn chữ Nhật không nên là mình không có tiếng Anh rồi nha. Dây nguồn, đấy. Dây là AV, đấy. Để kết nối. Con này series là 256235ZB nha. 6235ZB, 65235ZB. Hay bác nào chốt thì alo cho em nha. Nó là Bass 30 up gầm nha. Bass 30 up gầm. Giá 20 bao ship, cọc tiền các bác cọc khoảng 2 triệu nha. Em ship hàng tận nơi, còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn 19.800.000. Và đây là số điện thoại của em, tại vì nó như thiếu thùng xốp thôi nên là không có qua nhiều. Tất cả em bao riêng tuyệt đối hoạt động hoàn hảo, điện 100 hoặc là 110 các bác cắm điện nào cũng được. Và phía trước phía sau nó có một cái công tắc nguồn nha, các bác lưu ý nha. Mình cắm điện mình bật cái đó trước rồi mình tới mình bật cái này nha. Đây là công tắc nguồn, Spurbat 2 cút, cái này chúng ta để khoảng 8 9 giờ 10 giờ cũng được. Còn đây là volume tổng. Volume tổng mình tăng to nhỏ này, đấy, mới kem. Lỗ hơi phía trước. Tem QD Bass là công nghệ nha. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Vâng, xin chào tất cả bác mọi miền Tổ quốc nha. Đây là con sub JBL BB12. Con này về trong ngày hôm nay rất là mới nha các bác. Và hiện tại shop chỉ có về một con được như thế này. Còn mấy con trước là em đã giao hết rồi. Giá bên em luôn bán sub là kìm theo những cái bộ dây xịn để các bác kết nối nha. Bác nào mình không lấy dây thì trừ ra 300.000 nha. Tại đây là dây Canred của Nhật 3m, AV 3m để các bác chuyên kém sub điện. Và các bác có thể bố trí những cái sản phẩm nhựa CD âm ly ở cách xa. Bộ này em đang giao các bác là 350.000, là dây AV nha bác, bộ dây AV của Nhật 3m, được kìm theo sub khi các bác mua sub bên em nha. Đây là con JBL BB12, là dòng hết số của dòng BB nha, nổi tiếng của JBL BB10 và BB12. BB10 là Bass 25, còn đây là JBL BB12 Bass 30. Con này các bác chơi phòng 45m2 ở lại vô tư nha. Lo đẹp xuất sắc, to tuyển về. Đây các bác cùng xem logo này, keng luôn. Nó là vân gỗ nha, vân gỗ vuông thành sát cạnh. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke đối với em này là quá đỉnh rồi nha các bác. Ở phân khúc trên 10 triệu, kiểu JBL BB12 và BB10 rất là hot nha. 350W, điện 100-120V, tại vì nó là hàng nội địa các bác. Hàng nội địa. Hai đường tín hiệu đầu vào, hay là trạm để các bác cắm đường ra đường vào. Đây là input này, đường input. Đây là AV mà em tặng kim các bác cắm này. Mình chỉ cần cắm vào tín hiệu đầu ra thì mình cắm vào đây là nó sẽ nhận tín hiệu. Và khi đó chúng ta dùng volume lên và muốn tùy chỉnh theo ý thích của các bác. Mình hát khò, rồi lỗ thông hơi phía sau. Bass 30 ốp gầm nha. Con này em đang giao các bác là 12.500.000, giá gọi là cực kỳ tốt để các mình sở hữu con BB12 nha. BB12 gọi là đẹp keng luôn. Sản phẩm là sản phẩm hàng nước ngoài về, kêu qua tên siêu Việt Nam. Các bác kia thấy được độ đẹp của loa này. Đấy. Từng góc cạnh nha.
giá bao ship là 12.500.000. Nhà bắt đầu coi dây rồi thì mình khỏi lấy dây thì được mình trừ ra 300.000 giúp em nha. Thì em sẽ lật lên là để các bác xem cái độ đẹp của cái bát nha. Và đây là phía dưới của bát, các bác sẽ còn được bốn chân cao su. Bát gân zin, bát 30. À, tiếng là bát rất là đẹp. Phía dưới nó vẫn có một cái tem như phía sau nha. 350W. Đây các bác thấy phía dưới. Hàng chắc bãi về rất là đẹp, keng từ cái chân cho đến là tiếng loa nha. Bát ốp gầm thì nó ưu điểm rất là nhiều các bác, thứ nhất là nó trải tiếng bát khắp phòng luôn. Nó khác như những dòng bát đánh trước. Bát đánh trước thì nó sẽ chủ yếu là cái phía mà chúng ta hướng. Còn cái bát ốp gầm thì nó sẽ tận dụng tối đa tất cả các ngõ ngách phòng, nó sẽ cái nó dậm xuống là nó đi ra hết bốn hướng nha các bác. Nên là bát ốp gầm được lựa chọn gia đình khá là nhiều. Đấy. Nên là BB10 bát 25, con nó này cũng khoảng tầm 8.500.000 nha các bác. Bát 25 thì em chưa có, em chưa về được con bát 30 này. Bác nào lấy thì alo cho em. 12.500.000, còn cọc tiền các bác cọc khoảng 1.000.000 trở lên nha. Cọc 1.000.000 trở lên là em ship hàng.